Thưa quý vị, để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Công ty Điện lực Sóc Trăng luôn cầu thị lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến ngành điện. Thời gian qua, tình trạng câu đuôi ở một số địa phương gây khó khăn về tài chính cũng như mất an toàn về điện. Qua công tác tiếp xúc cử tri và được các cơ quan chức năng gửi những kiến nghị của người dân, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã nhanh chóng tiếp nhận và giải quyết kịp thời những trường hợp này. Nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện, cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh với chất lượng cao theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, trong năm 2022, Công ty Điện lực Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các công trình điện với tổng kinh phí dự kiến là trên 187 tỷ đồng. Trong các danh mục thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022, thì Công ty Điện lực Sóc Trăng tiếp tục bố trí một phần nguồn vốn để đầu tư lưới điện, giải quyết tình trạng sử dụng điện câu đuôi, mất an toàn mà qua các kỳ tiếp xúc cử tri, công ty đã nhận được kiến nghị. Trong các địa phương có nhu cầu bức xúc về tình trạng câu đuôi, thì huyện Trần Đề, tại hai ấp Thạnh An 3 và Thạnh An 1, xã Thạnh Thế Thuận đang có 17 hộ dân có nhu cầu cấp bách điện. Hiện nay, các hộ này phải sử dụng nguồn điện câu đuôi với mức giá 4.000 đồng 1 kWh. Điều này đã gây khó khăn về tài chính cho người dân và do người dân tự thực hiện câu đuôi với đoạn đường kéo về nhà rất xa, khoảng trên 200 mét, nên dẫn đến mất an toàn và nguồn điện áp không đảm bảo cho sử dụng trong sinh hoạt. Nói chung mười mấy năm nay thì tôi câu đuối ở dưới Quỳnh Giang. Nói chung mười mấy nhà này là câu đuối ở dưới Quỳnh Giang thì giá điện là 4.000 một ký. Cũng hao hụt cũng lớn. Rồi còn xài thì nói chung là điện này chỉ được có 160, 170 chứ không có khi nào mà lên tới 220 hoặc là 200 gì hết. Do khi nào mà nhà này có khi nhà này xài, nhà khác không được xài. Nó yếu quá yếu. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết về nhu cầu sử dụng điện tại khu vực này, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai việc khảo sát thiết kế và lập phương án đầu tư bổ sung để cấp điện cho các hộ dân và báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất phương án cấp điện của Công ty Điện lực Sóc Trăng tại khu vực nêu trên, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai phương án đầu tư trong tháng 3 năm nay với vốn đầu tư ước khoảng 300 triệu đồng và nguồn điện đã về, thỏa niềm mong ước của bà con lâu nay. Hôm nay rất là vui mừng, nói chung là bà con ở đây là ai cũng mừng hết trơn. Thay mặt cho bà con ở đây là tôi trước tiên là tôi xin cảm ơn là các quý vị lãnh đạo, các ban ngành, điện lực cố gắng giúp đỡ chúng tôi trong thời gian này. Mười mấy năm nay kéo điện câu đuôi câu ký 4.000, nay nhà nước kéo được vui mừng. Bây giờ mấy anh là kéo điện ở đây là miễn phí cho mấy hộ dân ở đây thì em cũng thay mặt mấy hộ dân ở đây là cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Dạ, đỡ tốn về cái phần kinh tế đó, một tháng là mấy triệu đó. Việc triển khai thi công xây dựng công trình, cải tạo và phát triển lưới điện cho xã nông thôn mới khu vực huyện Trần Đề sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, cung cấp điện ổn định, đảm bảo mỹ quan và phục vụ cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong thời gian tới, lưới điện Sóc Trăng tiếp tục được đầu tư cải tạo nâng cấp với các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế, lưới điện 110 kV. Các công trình trên sau khi đưa vào vận hành đã góp phần cải thiện chất lượng điện năng, nâng cao khả năng cấp điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn mới, phục vụ nuôi trồng thủy sản và xóa hộ câu phụ, đáp ứng yêu cầu của ngành điện và chính quyền nhân dân địa phương.